Tada, nhớ cái xíu, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Tóm và Truyện. Và mình là Củi Ca, hôm nay mình và các bạn cùng khám phá những bộ truyện tiếp theo đến từ nhà xuất bản ABM và một số nhà xuất bản khác nha các bạn. Thì trên màn hình các bạn đây là một số tập truyện mà mình đã về đơn hàng trong tuần này, gồm có là Diệt Mai suốt 300 năm, Tôi Livermore lúc nào cũng không hay, bộ manga nha các bạn. Rồi Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới tập 1 kèm theo quà tặng nha. Rồi Acid 86 phiên bản sưu tầm ha các bạn. Rồi New Game tập 3 nè. Rồi tới là Chu Hoàng Ký nè, vừa Comicola nha các bạn. Rồi chúng ta có box set sưu tầm của Nam Hào Hữu Phong 2. Chúng ta có Văn Hào Lưu Lạc box set nha các bạn. Và cửa cuốn đại tuyển tập các truyện ngắn của Việt Nam của Comicola nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ giúp mình và comment một con số hết phía dưới. Như video này sau một tuần đạt được 3.000 view, mình sẽ dành tặng cho 20 bạn, mỗi bạn một cuốn bất kỳ trên màn hình nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe và comment một con số hết phía dưới nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá cái box set thật là xịn sò tiếp theo các bạn, đó chính là Văn Hào Lưu Lạc Spec nha các bạn. Đây box set khá là cứng cáp, đáng yêu và dễ thương nha. Tuổi là dành cho là 16 cộng, giá tới 300.000 nè. Nhưng các bạn có thể mua chiếc khấu khoảng 270.000 trên các trang web nha các bạn. Đây là cái box set 500 nha các bạn. Đây chúng ta sẽ có một con dao màu đỏ. Khi gỡ ra thì tự động bốn cái cuốn truyện phía trong nó sẽ rời ra ngoài nha. Box set khá cứng cáp nha các bạn, cứng cáp. Box set của ABM thì lúc nào cũng mình xịn sò nha các bạn. Chúng ta sẽ có 4 tập box set nè, box set manga gồm 4 tập nha. Mỗi tập nó sẽ có một cái cạc ha, cạc được phủ bóng UV khá xịn sò và nó cùng với là trang bìa các bạn. Hình minh họa nó cùng với trang bìa thôi. Bên trong chúng ta sẽ mỗi tập chúng ta sẽ có là 4 trang màu nữa. Giấy được in trên BB80 khá là xịn nha, mỗi tập đều có cạc hết các bạn. Thì nội dung của cái box set Văn Hào Lưu Lạc Best là một thế giới khả năng của Văn Hào Lưu Lạc và trong đó chó săn của Bofalia và là Akutagawa nay trở thành nhân viên công ty hám tử, còn nhân viên công ty hám tử là Asushi nay đứng làm hàng ngũ boss mafia vẫn gây cắn hồi hộp tới ngày khở, vẫn hàm chứa nhiều liên tưởng suy ngẫm trong Văn Hào Lưu Lạc Best. Không chỉ có các văn hào lưu lạc trong những trận chiến kiếm tìm bản ngã và sự thật, mà chính người đọc cũng sẽ lưu lạc từ bất ngờ này sang bất ngờ khác để tìm kiếm chìa khóa giải mã cốt truyện. Và đây chính là box set Văn Hào Lưu Lạc 4 tập nha các bạn. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Và con số hết tuần này của mình là 545. Xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.